GH Go xin được chào các bạn. Ngay vào năm 1948, khi nhà nước Israel được thành lập và sau cuộc tàn sát người Do Thái, trong đó có 6 triệu người Do Thái ở châu Âu bị sát hại, quốc gia này đã bắt đầu quan tâm đến vũ khí hạt nhân. Nhà lãnh đạo sáng lập đất nước David Ben-Gurion bị ám ảnh bởi trại tập trung Holocaust và sự thù địch không ngừng từ các nước láng giềng Ả Rập hùng mạnh hơn nhiều mà Israel phải đối mặt. Ben-Gurion coi vũ khí hạt nhân là phương án răn đe cuối cùng để đảm bảo sự tồn vong của nhà nước Do Thái. Tới năm 1952, Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Israel được thành lập và hợp tác chặt chẽ với quân đội. Ông Shimon Peres, người sau này giữ chức Tổng thống và Thủ tướng Israel, đã vun đắp mối quan hệ thân mật với Pháp. Điều đó dẫn đến việc năm 1953, nước này đồng ý cung cấp một lò phản ứng hạt nhân nước nặng và một nhà máy tái chế plutonium dưới lòng đất. Chúng là nguyên liệu chính cho vũ khí hạt nhân. Địa điểm này được xây dựng gần thành phố Dimona trên sa mạc Negev của Israel. Thời điểm đó, có đến 2.500 công dân Pháp sống ở Dimona và biến nơi đây thành một thành phố quốc tế thật sự, với nhiều trường trung học Pháp, những con đường đầy xe ô tô Renault lưu thông và toàn bộ hoạt động được giữ trong bí mật tuyệt đối. Ẩn sau trong đó chính là những công nhân bị ép buộc rằng không được hé môi nửa lời về những công đoạn mình làm, ngay cả với những đồng nghiệp khác lâu năm trong Dimona. Ai vi phạm quy tắc bảo mật này sẽ bị mời gia nhập vào đội hình Juventus trong vòng 15 năm. Các phương tiện truyền thông quốc tế chỉ biết rằng khu công trường xây dựng khổng lồ trong sa mạc này là một viện nghiên cứu và một nhà máy xử lý mangan. Khu vực này được nhiều lần mô tả là nhà máy dệt, cơ sở nông nghiệp và khu nghiên cứu luyện kim. Phải đến năm 1960, Thủ tướng David Ben-Gurion mới tuyên bố đó là một trung tâm nghiên cứu hạt nhân vì mục đích hòa bình. Trong suốt thập niên 60, Israel luôn phủ nhận sự tồn tại của nhà máy tái xử lý ngầm dưới lòng đất ở Dimona, có khả năng chế tạo plutonium thành bom. Israel cũng không cho phép những cuộc viếng thăm của chuyên gia cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA. Vào đầu thập niên 60, Tổng thống Kennedy yêu cầu Israel phải chấp nhận phái đoàn thanh tra của Mỹ. Nhưng với khả năng tung hỏa mù xuất sắc đến từ vị trí của những anh trai râu rậm đã khiến Mỹ và phương Tây không thể biết được quá nhiều thông tin mật tại địa điểm đó. Họ đã tinh danh xây dựng những bức tường giả che giấu nhà máy tái xử lý plutonium ngầm dưới đất. Nhưng khi trở về, người Mỹ từ chỗ bị che giấu đã trở thành kẻ đồng lõa bất đắc dĩ. Lý do được cho là Mỹ đồng ý không gây sức ép buộc Israel ký kết NPT và Thủ tướng Israel cũng đạt được thỏa thuận bí mật khi giữ bí mật chương trình hạt nhân của mình với thế giới nhằm ngăn ngừa sự phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Trung Đông vào tháng 9 năm 1969. Không như một số nước nào đó có thói quen trình diễn thành tích của mình trên mặt báo, thì Israel lại cực kỳ kín tiếng và vô cùng bí ẩn. Các thông tin mà GSGO vừa đề cập tới giờ cũng phải tới giữa những năm 1980 thì mới được công bố. Và tấm màn bí mật cuối cùng cũng được vén lên cho bàn dân thiên hạ thấy. Mọi thứ bắt nguồn từ việc cựu nhân viên nhà máy Mordecai Manunu trao cho một tờ báo Anh bản mô tả và ảnh các đầu đạn hạt nhân của Israel. Cụ thể là vào tháng 10 năm 1986, tờ The Sunday Times của Anh đã đăng một thông tin chấn động thế giới. Israel chế tạo được vũ khí hạt nhân từ năm 1966 và có một kho hạt nhân đứng thứ 6 trong số các cường quốc hạt nhân trên thế giới khi đó, với khoảng từ 100 đến 200 đầu đạn hạt nhân. Những thông tin này là do chuyên gia nguyên tử Do Thái Mordecai Vanunu, người trốn khỏi Israel, tiết lộ. Là một tín đồ ngoan đạo, một nhà tư tưởng, Vanunu lo ngại về một tai họa khủng khiếp nếu thế giới không biết gì về kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của Israel và để chiến tranh Trung Đông xảy ra. Vì vậy, nhà nghiên cứu hạt nhân Israel đã đào thoát sang Australia và tìm cách liên lạc với tờ The Sunday Times. Bài báo kèm ảnh và bằng chứng của Vanunu đã tiết lộ về căn cứ nghiên cứu hạt nhân Dimona trong sa mạc của Israel đã làm cả thế giới kinh ngạc trước tiềm lực vũ khí nguyên tử của nhà nước Do Thái này. Thế nhưng, một tuần sau khi những tài liệu do Vanunu cung cấp được Sunday Times công bố, nhà nghiên cứu hạt nhân này bỗng biến mất. Tờ The Sunday Times cho biết, vào ngày 30 tháng 9, Vanunu rời khách sạn, nơi nhà nghiên cứu ở và cho biết sẽ đi vắng vài ngày. Kể từ đó, Sunday Times mất liên lạc với ông. Mấy hôm sau, báo chí Israel đã đưa tin, chuyên gia nguyên tử Vanunu đang bị nhà nước Do Thái giam giữ tại Israel. Sau đó, ông này bị kết tội phản bội và tiết lộ bí mật quốc gia,
và phải lãnh án là 18 năm tù. 18 năm sau, vào năm 2004, khi Vanunu mãn án tù tại Israel, mọi người mới có các thông tin về chiến dịch bắt cóc nhà nghiên cứu hạt nhân do cơ quan tình báo Mossad của Israel thực hiện. Cơ quan này đã lần ra được dấu vết của ông trong những ngày ở London. Trong khi chờ Sunday Times kiểm chứng thông tin, thỉnh thoảng nhà nghiên cứu này lại đi dạo phố. Biết Vanunu là một người có máu nghệ sĩ và rất lãng mạn, Mossad đã cử Sharon Hannon, 25 tuổi, bí danh là Cindy, một nữ điệp viên tóc vàng xinh đẹp người Mỹ, đến London để tìm cách tiếp cận với nhà nghiên cứu. Cindy đã giả là một du khách Mỹ có khuynh hướng chống vũ khí nguyên tử, làm nghề thử nước hoa, đến London để trau dồi nghề nghiệp. Cindy đã tình cờ gặp ông tại một địa điểm công cộng, và nhà nghiên cứu đã không nghi ngờ và bị cô gái xinh đẹp quyến rũ. Vào một buổi sáng, Cindy đã rủ ông đi Rome chơi vài ngày cho khuây khỏa, và ông hoàn toàn không nghi ngờ và đã nhận lời. Ngay buổi chiều, khi nhà nghiên cứu cùng Cindy vừa từ sân bay Rome về tới một căn phòng mà Cindy mời tới, ông bị hai điệp viên Mossad phục sẵn trong phòng đánh gần ngất xỉu. Ông bị tiêm thuốc mê, đưa đến một bờ biển vắng bằng xe hơi. Tại đó, một chiếc thuyền máy nhỏ đã chờ sẵn và đưa ông ra một chiếc tàu lớn hơn. Sau 7 ngày lênh đênh trên địa Trung Hải, tàu cập bến tại Israel. Sau đó, báo chí Israel đã đăng đầy đủ phiên tòa xử Vanunu, nhưng không giải thích việc nhà nghiên cứu được đưa từ London về Israel như thế nào. Qua câu chuyện này, chúng ta phải khẳng định một câu rằng, cái chết vì gái là một cái chết tê tái, quả là không bao giờ sai. Nhưng tuy nhiên, tư tưởng và cách suy nghĩ đúng đắn của ông thì không phải bàn cãi, khi được nhiều người tung hô là người đi đầu của phong trào chống phổ biến vũ khí hạt nhân. Nhà nghiên cứu hạt nhân yêu hòa bình này đã nhiều lần được các tổ chức chống vũ khí hạt nhân đề cử làm ứng cử viên giải Nobel Hòa bình. Từ trước đến nay, do có mối quan hệ đặc thù với Mỹ, Israel tương đối lạc lõng ở Trung Đông và luôn lo lắng rằng một ngày nào đó các đối thủ sẽ tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu để tiêu diệt kho hạt nhân của Israel. Vì vậy, quốc gia này đã phải cấp tốc tiến hành hoàn thiện bộ ba hạt nhân nhằm có tiếng nói hơn trong khu vực. Theo Liên đoàn các nhà khoa học hạt nhân của Mỹ FAS, Israel hiện sở hữu 90 đầu đạn hạt nhân. Theo các chuyên gia quân sự nước ngoài, nhờ những nỗ lực chạy deadline không mệt mỏi, đến nay, Israel đã có nguồn dự trữ uranium đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất trong 200 năm và có thể xuất khẩu. Lượng plutonium đủ để chế tạo 100 quả bom hạt nhân. Nhưng việc có mở rộng nó nữa hay không lại là việc mà quốc gia này sẽ khó có thể tiết lộ ra bên ngoài. Tuy nhiên, cũng chỉ cần đủ số lượng đầu đạn hạt nhân kể trên thì Israel vẫn hoàn toàn có thể chia nó ra ba hướng tiến công, sẵn sàng vả thẳng mặt các đối thủ nếu có một cuộc chiến tranh hạt nhân nổ ra trong tương lai. Đầu tiên là các máy bay phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Vào những năm 1960, Israel đã mua những chiếc A-4 Skyhawk và F-4 Phantom cho quân đội của họ. Nhưng họ phải chấp nhận một thỏa thuận rằng chúng sẽ không là một phần của chương trình phát triển vũ khí hạt nhân. Đồng thời, Israel cũng đảm bảo với Mỹ sẽ không giới thiệu vũ khí hạt nhân ở Trung Đông, có nghĩa là họ có thể xây dựng một kho vũ khí hạt nhân miễn là không công khai thừa nhận sự tồn tại của nó. Không rõ việc quốc gia này có quay xe với các thỏa thuận với Mỹ hay không, nhưng chúng ta có thể cho rằng đây là những mẫu máy bay đầu tiên của Israel có khả năng mang vác vũ khí hạt nhân. Tới sau này, không quân Israel được trang bị máy bay tiêm kích ném bom F-15I, máy bay chiến đấu hạng nhẹ đa năng F-16I Sufa, được trang bị thùng nhiên liệu bên ngoài, có thể thực hiện nhiệm vụ vận chuyển vũ khí hạt nhân ở khoảng cách đáng kể. Nhiều người đặt câu hỏi rằng, liệu Israel có cam kết tương tự khi mua máy bay F-15 và F-16 trong những năm 1980-1990 hay không? Bất kể cam kết có được đưa ra hay không, thì nhiều người tin một số máy bay F-15 và F-16 của Israel có khả năng hạt nhân. Nếu đúng, có nghĩa là F-35 của Israel sẽ là một máy bay có khả năng hạt nhân, vì F-35 Adir được cho là sẽ thay thế phi đội F-16. F-35 Adir của Israel dựa trên biến thể F-35A, trong khi Mỹ và một số đồng minh đang có kế hoạch trang bị bom trọng lực hạt nhân B-61-12 của Mỹ cho một phần phi đội F-35A của họ. Tiếp theo là lực lượng hạt nhân trên mặt đất.
Ngay từ tháng 4 năm 1963, Israel đã ký thỏa thuận với công ty Dassault của Pháp để mua tên lửa đường đạn đất đối đất. Hệ thống tên lửa này mang tên Jericho hay là MD-620, có thể được phóng từ bệ phóng cố định hoặc di động với tốc độ bắn là 8 quả trên 1 giờ. Đây là tên lửa 2 tầng, có khả năng mang được đầu đạn 750 kg, tầm bắn là 235 đến 500 km và sai số dưới 1 km. Đầu năm 1966, Israel nhận đợt đầu là 30 quả. Sau cuộc chiến tranh năm 1967, Pháp áp đặt lệnh cấm vận đối với thiết bị quân sự mới, thế nhưng Israel đã độc lập sản xuất được loại tên lửa này. Tháng 5 năm 1987, Israel phóng thử loại tên lửa Jericho 2 cải biến tương tự như Pershing 2 của Mỹ, có tầm bay là 800 km. Cuộc thử nghiệm tên lửa lần thứ 2 vào tháng 9 năm 1988, thử nghiệm lần thứ 3 vào tháng 9 năm 1989 với tầm là 1.300 km. Cho đến nay, lực lượng hạt nhân trên bộ chủ yếu của Israel là 50 tên lửa đạn đạo Jericho 2 đặt tại căn cứ tên lửa The Kerry cách Tel Aviv khoảng 45 km về phía đông nam. Những tên lửa này được cất giữ trong các hang động và khi có báo động, chúng sẽ được phân tán trên các bệ phóng di động. Còn loại tên lửa Jericho tầm bắn gần hơn thì được triển khai gần đó với số lượng tương tự. Cuối cùng là lực lượng hạt nhân trên biển. Về lực lượng tàu ngầm, các rào cản địa lý đã làm suy yếu khả năng hạt nhân của Israel trên biển. Israel có bờ biển dài hơn 300 km trên Địa Trung Hải. Với những mối lo ngại về tiến bộ tên lửa của Iraq, Iran và các nước thù địch khác, Israel đã chủ trương phát triển khả năng hạt nhân trên biển để hỗ trợ cho các thành phần trên bộ của mình. Từ những năm 1970, Đức đã hỗ trợ cho Israel hai tàu ngầm 209 loại lớn, được đặt tên là Lớp Dolphin trên cơ sở tàu ngầm Type 212. Năm 1994, quốc gia này tiếp tục được hỗ trợ 50% chi phí chế tạo tàu thứ 3. Từ năm 1998 đến năm 2000, 3 tàu ngầm lớp Dolphin bao gồm tàu Dolphin, Leviathan và Tecuma đã lần lượt được Israel đưa vào hoạt động. Từ năm 2002, Israel bắt đầu xây dựng lực lượng hạt nhân trên biển với 5 tàu ngầm lớp Dolphin. Năm 2017 lại nhận thêm tàu ngầm thứ 6. Mỗi lớp tàu ngầm này được trang bị từ 10 đến 20 ống phóng ngư lôi cải tiến để phóng tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân. Vũ khí được trang bị chính là tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ với tầm bắn lên đến 2.500 km, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hoặc tên lửa hành trình Popeye Turbo SLCM do Israel sản xuất với tầm bắn lên đến 1.500 km cũng có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân. Theo đánh giá, hạm đội tàu ngầm của Israel luôn trong tình trạng sẵn sàng và có thừa sức trả đũa khi có đối thủ nào lăm le động đến. Hiện nay, mục tiêu lớn nhất của Israel đó là Iran. Và mặc dù khoảng cách từ căn cứ tàu ngầm của Israel ở biển Địa Trung Hải đến Iran chỉ khoảng 1.500 km, tuy nyiên, các tên lửa phải bay qua Syria và Iraq và thời gian khoảng hơn 1 giờ đồng hồ mới tới lãnh thổ Iran. Điều này là một thách thức rất lớn đối với Israel. Nếu như tấn công từ Vịnh Ba Tư, thì các tàu ngầm của Israel sẽ phải đi qua kênh đào Suez do Ai Cập kiểm soát và đây cũng là một thách thức đối với Israel. Do đó, để có thể bố trí tàu ngầm ở phía nam Iran, thì Israel cần có sự hợp tác và hỗ trợ hậu cần từ các quốc gia Trung Đông khác. Nhưng sự hợp tác và hỗ trợ hậu cần như vậy khó có thể xảy ra. Có thể khi nghe đến đây, nhiều bà con lại đặt một dấu chấm hỏi lớn rằng hai quốc gia Israel và Iran không có chung đường biên giới hay cách xa nhau phải hơn 1.000 cây số. Họ lại có thù địch và muốn xử nhau bất cứ lúc nào, kể cả sử dụng tới vũ khí hạt nhân. Thực ra thì về bản chất, trước đó hai nước này vẫn coi nhau như là anh em trên bến dưới thuyền. Dù Israel và Iran trải qua nhiều cuộc thay ra đổi thịt khác nhau, nhưng họ vẫn luôn giúp đỡ nhau cả về tài chính và dầu mỏ. Tuy nhiên, một sự kiện được gọi là cú sốc địa chính trị đã diễn ra và liên quan tới một quốc gia thứ ba, đó là Ai Cập. Cái chết của các nhân vật quan trọng thân với Israel đã tác động mạnh mẽ tới mối quan hệ giữa hai bên. Cụ thể, đó là hai vị cựu tổng thống Ai Cập là Nasser vào năm 1970 và Anwar Sadat vào năm 1981. Và các vị tổng thống mới tại Ai Cập lại có cái nhìn không thiện cảm với Israel, lại rất thân với Iran, khiến mối quan hệ giữa họ dần sứt mẻ. Không chỉ chịu tác động từ bên ngoài, nhiều vấn đề nội bộ của Iran cũng bắt đầu xuất hiện, như việc các giáo sĩ Hồi giáo ở Iran vẫn duy trì truyền bá tư tưởng với toàn dân chống lại Israel.
Vì thế, khi chế độ quân chủ bị lật đổ trong một cuộc cách mạng năm 1979 tại Iran, thì giáo chủ Ayatollah Ruhollah Khomeini lên nắm quyền và ông cho rằng mối quan hệ với Israel là một trong những thứ đầu tiên phải ra đi. Tới tháng 2 năm 1979, vị giáo chủ của Iran đã cắt đứt quan hệ với Israel với nhiều yếu tố nội ngoại khác nhau tác động. Mối quan hệ tan vỡ này được đẩy lên cao trào hơn khi liên tục các lãnh đạo cấp cao của hai nước liên tục phát ngôn đáp trả lẫn nhau trên truyền thông từ năm 1990 cho tới ngày hôm nay. Và đương nhiên trong những đợt khẩu chiến nảy lửa đó thì Israel đã từng dọa rằng sẵn sàng dùng cái vũ khí hủy diệt để chấm dứt mọi thứ nếu cần thiết. Nói chung là nếu không có bất ổn từ địa chính trị và những pha đáp trả nhau trên truyền thông thì mối quan hệ của hai nước đã không tệ đến thế. May mắn thay, kẹp giữa hai nước là ông Anh Iraq, chứ không họ mà sát đường biên giới thì xác suất xảy ra việc chạm nhau là rất cao. Với tình hình thế giới và địa chính trị phức tạp, Israel luôn coi trọng việc hoàn thiện bộ ba hạt nhân nhằm răn đe đối phương bất kỳ lúc nào. Mặc dù vậy, nước này đến nay vẫn không tuyên bố trở thành cường quốc hạt nhân. Có thể là do Israel muốn đưa ra ẩn ý rằng sự mơ hồ về việc sở hữu vũ khí hạt nhân có lợi cho họ. Việc quốc gia này có thể quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân trước trong một cuộc xung đột trong tương lai là điều hầu như khó có thể xảy ra, nhưng không phải là không thể. Nếu trong cơn giận dữ, Israel sử dụng vũ khí hạt nhân, họ sẽ tái định hình cấu trúc ngoại giao và an ninh ở Trung Đông, cũng như cấu trúc không phổ biến vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới nói chung. Nếu thấy video này có ích, hãy chia sẻ và cho nó một like. Cũng đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của GH Go. Trên màn hình là một số video hay ho khác dành cho các bạn. Hãy lựa chọn và nhấn vào nó để tiếp tục thưởng thức. GH Go xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.